thay đổi tích cực trong hoạt động chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện. Phương pháp và cách tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử có nhiều chuyển biến và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân là những kết quả nổi bật từ mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp mang lại sau một năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Xã Phạm Ngũ Lão là đơn vị được lựa chọn làm điểm triển khai mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp của huyện Kim Động vào ngày 6 tháng 3 vừa qua. Kinh nghiệm từ các địa phương đi trước đã được đúc rút. Những tồn tại hạn chế được Ban dân vận tỉnh ủy chỉ ra và khắc phục giúp cho việc triển khai mô hình tại đây có nhiều thuận lợi. Mỗi cán bộ công chức chủ động tiếp thu, học hỏi và triển khai mô hình theo đúng tinh thần hướng dẫn. Trước đây là chính quyền hành chính, bây giờ sang chuyển sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, nên cán bộ công chức cũng đã tự cập nhật các kiến thức, các nghiệp vụ chuyên môn với thái độ liềm lở, vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp để giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng và kịp thời. Mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp được triển khai từ tháng 3 năm 2023 ở 6 xã điểm, đến nay đã lan tỏa và được nhân rộng ra 23 mô hình. Với nội dung trọng tâm hướng đến đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc, từng bước chuyển đổi từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ hướng dẫn, vận động thuyết phục, bảo đảm sự hài lòng của người dân. Mô hình đã thực sự phát huy tính hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương thông qua những kết quả cụ thể. 100% số hồ sơ, thủ tục hành chính, đề nghị của công dân được giải quyết nhanh gọn, trong đó có 85% số hồ sơ được giải quyết trước hạn. Mức độ hài lòng của người dân về cải cách hành chính đối với mô hình đạt 92%. Đối với nội dung văn minh, văn hóa công sở của Ủy ban nhân dân cấp xã đạt 96%, chế độ tiếp dân được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ công chức, cán bộ, người đứng đầu thực hiện nghiêm quy định chuẩn mực, đem đến sự vui vẻ, hài lòng của người dân. Cơ sở vật chất, hệ thống khẩu hiệu, niêm yết thủ tục hành chính, môi trường công sở, văn minh, hiện đại tạo ấn tượng tốt đối với công dân khi đến giao dịch. Mô hình đã giúp cho chính quyền cơ sở chuyển từ chính quyền hành chính sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, và nó đã góp phần quan trọng xây dựng cái đội ngũ cán bộ công chức nhà nước chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ người dân một cách tận tình để xây dựng một cái nền cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ. Thời gian tới, Ban dân vận tỉnh ủy tiếp tục tham mưu với tỉnh ủy tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình, đồng thời chú trọng quan tâm đến công tác bồi dưỡng, hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ công chức bộ phận một cửa và nguồn kinh phí nâng cấp, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện mô hình, qua đó phát huy hiệu quả tối đa, hướng đến mục tiêu chung về cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.